Dạ rồi, ok, sáng ngày hôm nay thì anh chị đã có cái niềm vui gì rồi ạ? Anh chị đã có cái thành công gì rồi ạ? Anh chị đã có những cái trải nghiệm cũng như là cái cải thiện mới gì cho ngày hôm nay cũng như là trong tuần vừa qua? À, thì lý do tại sao mà Phúc hỏi như vậy? À, Phúc hỏi như thế để mà các anh chị cũng cùng với Phúc sẽ điều hướng cái sự tập trung của mình ha. À, chúng ta sẽ cùng nhau điều hướng cái sự tập trung của mình về với cái sự thành công, với cái sự may mắn và chúng ta sẽ thay đổi lại cái sự tập trung của mình. Và thay vì trong một ngày của chúng ta nó sẽ có quá nhiều là cái vấn đề, có quá nhiều là cái suy nghĩ hỗn độn, cái tâm trí của chúng ta nó sẽ bị rối loạn. À, và mình sẽ không có dành nhiều cái thời gian để mình tập trung vào những cái mục tiêu, những cái điều mà mình mong muốn. Chính vì thế trong một ngày là anh chị hãy ghi nhận bản thân của mình ha. À, bằng cách là anh chị sẽ ghi nhận cái kết quả của mình trong là một ngày của mình, thì có thể là 3 điều, 5 điều, 7 điều, thì đó là những cái điều, từ những cái điều nhỏ nhặt nhất cho đến là những cái thành công lớn trong ngày của mình, được không ạ? Có thể là trong ngày hôm qua, trong tuần vừa qua, trong tháng vừa qua, đều được cả, miễn sao anh chị đang ghi nhận chính bản thân của mình. Và một khi mà anh chị ghi nhận, có nghĩa là anh chị đang biết ơn điều đó. À, thì chúng ta cũng đang đưa mình về một cái năng lượng của cái tần số, đó là cái sự thu hút cái sự may mắn, thu hút những cái điều tuyệt vời, nó cùng cái tần số năng lượng với cái năng lượng mà các anh chị đang tỏa ra ha. Dạ, và sáng ngày hôm nay thì Phúc sẽ chia sẻ đến cho cả nhà của mình một cái bí quyết để giúp cho các anh chị kết nối với cái con người bên trong của mình. Một khi mà các anh chị thấy rằng là mình không biết mình phải làm gì cả, hoặc là anh chị có quá nhiều mong muốn và anh chị cảm thấy rằng mình sẽ mâu thuẫn cả và cái mong muốn bên trong của mình và những cái hành động bên ngoài, muốn một đường nhưng mình sẽ làm một nẻo ha, và mình không có nhất quán kỷ luật trong những cái hành động hàng ngày của mình, trong những cái thói quen mới của mình để hỗ trợ cho cái mục tiêu, thì anh chị sẽ làm gì ạ? Phúc sẽ hướng dẫn cho cả nhà của mình ha. Bước đầu tiên mà các anh chị cần làm đó là hãy lấy ra cho Phúc một cuốn tập đi cả nhà, và anh chị sẽ note xuống ha, cái danh sách tất cả những cái điều mà các anh chị mong muốn, được không ạ? Từ 1 tới 10, từ 1 tới 20, những điều anh chị mong muốn ha, trong cái cuốn sách Secret, có nghĩa là quyển sách bí mật về luật hấp dẫn đó cả nhà. Thì trong đó tác giả có chia sẻ rằng là anh chị hãy lấp đầy cái ước mơ của mình, mỗi ngày có thể là 1 điều, 2 điều, 3 điều. Tuy nhiên rằng là khi mà anh chị phát triển về mặt trí tuệ, phát triển về mặt bản thân của mình, thì cho đến một thời gian là anh chị sẽ lấp đầy 101, có thể là hơn, được không ạ? Hãy cho phép bản thân của mình được phát triển về mặt trí tuệ và cũng như là tiếp xúc với những con người thành công, thì anh chị sẽ có rất nhiều ước mơ, và mỗi ngày chúng ta sẽ lấp đầy. Và anh chị hãy in ha, mỗi cái mục tiêu của mình nó sẽ tương ứng bằng những cái hình ảnh, tiềm thức của mình nó sẽ bắt cái cảm xúc ha, có cảm xúc chỉ với những cái hình ảnh và dễ hình dung tưởng tượng qua cái hình ảnh. Đó là kỹ thuật ha, kỹ thuật để giúp cho mình thực hiện hóa những cái điều mình mong muốn từ trong tâm trí ra ngoài thực tế. Nên chị hãy mỗi mục tiêu anh chị viết ra thì hãy tương ứng với một cái hình ảnh, và hãy ghép những cái hình ảnh đó trở thành một cái bản, có thể là anh chị tưởng tượng là một cái bức tranh trong gia đình của mình, thì đây là một bản tầm nhìn cho những cái điều anh chị mong muốn trong cuộc đời của mình, đúng không ạ? Hãy làm điều đó ha, hãy viết ra, hãy cho tiềm thức của mình thấy một cái sự rõ ràng, để bạn ấy biết rằng đây là điều chủ nhân tôi mong muốn, đây là điều cái người bạn của tôi mong muốn, cho nên là tôi sẽ giúp sức làm việc. Trong trường hợp anh chị phải biết ơn, phải yêu thương, phải ghi nhận ha, ghi nhận người bạn đó thì anh chị mới được cái sự hậu thuẫn và hỗ trợ đó. Đó là bước đầu tiên. Và bước thứ hai nữa thì anh chị hãy trong mỗi cái lúc mà mình làm việc đó cả nhà, hãy gọi bạn ấy ra. Anh chị có thể là dùng ngôn xưng là tôi, hay là chị, hay là em, hay là tiềm thức ơi, hay là con người bên trong ơi. Thì Phúc thường là dùng cái từ nào mà nó sẽ gần gũi, nó sẽ thân thuộc với mình, nó sẽ dễ cảm nhận ở cả nhà. Đó là Phúc sẽ dùng là em ơi, em ơi làm cái này cùng với chị nhé. Có thể là anh em ơi hãy cùng với chị đọc sách, hãy cùng với chị truyền cảm hứng, hãy cùng với chị đi đâu đó, hãy cùng với chị tận hưởng cái này. Đó là cái cách mà Phúc làm.
mỗi một khi mà Phúc đạt mục tiêu, Phúc đưa ra mục tiêu này, Phúc đặt đặt cho mình cái mục tiêu, đưa ra mục tiêu này, em ơi cùng với chị thực hiện mục tiêu này nhé. Và khi mà chúng ta thực hành đạt được cái kết quả như thế này rồi thì chỉ cái hình ảnh đó cho bạn ấy thấy, và chị và em sẽ cùng nhau được thưởng thức cái này, chị sẽ thưởng cho em cái món quà này. Và khi mà đạt mục tiêu phải phải làm điều đó cả nhà nha, phải làm cái điều đó với tiềm thức của mình, đúng không ạ? Phải giữ lời hứa đó, giữ lời hứa giống như con mình đó, thì anh chị giữ lời hứa thì anh chị sẽ thực hiện nó, được không ạ? Rồi. Và từ cái bản tầm nhìn của mình đó cả nhà, bước thứ ba là anh chị hãy viết, hãy lên một cái bài thôi miên, để anh chị cài nó vào trong tiềm thức của mình nghe mỗi ngày, cho tiềm thức nghe mỗi sáng, cho nghe mỗi tối, đó là nghe vào hai thời điểm khung giờ vàng mà tiềm thức hoạt động mạnh mẽ nhất, được không ạ? Đó là cách Phúc làm, đó cách Phúc làm và là công thức của người thành công nha. Có rất là nhiều các anh chị được học trong môi trường câu lạc bộ, và anh chị chia sẻ rằng là chị đã từng bỏ rất nhiều tiền để học cái công thức này, duy nhất một cái quy trình buổi sáng của thầy Anthony Robbins thôi, mà chị ấy nói rằng là chị phải bỏ 70 triệu, 70 triệu để mà chị được làm một cái quy trình này thôi, nhưng mà vào câu lạc bộ thì quá hơn, quá tuyệt vời luôn, được học tập rèn luyện trọn đời, được học tập và rèn luyện trọn đời luôn các chị. Nhưng mà được quá nhiều thứ, được học tập, được rèn luyện về thân, về tâm, về trí, còn có một cái được học để trở thành một doanh nhân chậm tay hóa vàng, và ngoài ra còn được đón nhận một cái cơ hội kinh doanh mới để gia tăng nguồn thu nhập của mình. Cái mà Phúc yêu quý nhất đó là cho mình một cái, đó là tầm nhìn trong cuộc đời. Có nhiều thứ mà chúng ta nói rằng là mình sẽ cho con của mình những cái gọi là tình yêu, bằng cách thể hiện qua cho tài sản đất đai, nhưng mà khi mà Phúc vào đây thì Phúc được khai mở tài sản đất đai đó, có thể là chúng ta sẽ sử dụng, thì một điều rất là tuyệt vời, tuy nhiên rằng là khi mình không có tầm nhìn, không có tư duy thì những cái thứ đó nó không có tồn tại lâu bền với mình được. Mà khi mình một khi mình có tư duy thì mình sẽ tạo ra rất nhiều tài sản, rất 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 là nhiều tài sản luôn, và những cái gì mình sẵn có thì mình sẽ nhân lên rất là nhiều. Nên là những cái gì mà với bậc cha bậc mẹ của chúng ta thì anh chị hãy cho con mình một cái bản tầm nhìn, đâu mà một cái bản tầm nhìn là món quà vô giá nhất đối với con của mình. Dạ rồi, thì đó là những cái bước mà giúp anh chị kết nối và cũng như là giúp anh chị thực hiện hóa cái mục tiêu của mình, cái điều mình mong muốn. Dạ ok ha, Phúc sẽ cùng với cả nhà của mình sẽ thực hành cái quy trình phép màu để giúp chúng ta có một ngày may mắn thuận lợi trước khi mà anh chị bắt đầu vào ngày mới, trước khi anh chị đi dạy, trước khi các anh chị đi làm, trước khi anh chị đến công ty, trước khi anh chị đưa con mình đi đâu đó, hoặc là trước khi anh chị có một chuyến đi nào đó, hay là có một cuộc đàm phán nào đó đối với cái công việc của mình. Vậy thì anh chị đều thực hiện cái quy trình và ra quyết định trước những kết quả, những điều mà anh chị mong muốn nha. Thời hồi xưa cả nhà thì có vẻ rằng là mình sẽ để mọi việc nó xảy ra, sau đó mình sẽ ngồi ghi lại cái kết quả, ghi lại nhật ký của mình ha. Những người thành công họ có một sự khác biệt, đó là họ định vị trước cái kết quả, và sau đó thì họ hình dung tưởng tượng, họ ghi, họ tuyên bố rằng là tôi tin tưởng vào tiềm thức của tôi, tôi đến cái điều đó, hay tôi đạt được điều đó bằng sức mạnh bên trong của tôi, bằng sức mạnh phi thường của tôi. Và họ ăn mừng thành công trước khi mọi việc xảy ra, họ ăn mừng thành công bởi vì họ đã thành công ở trong tâm trí rồi các anh chị. Rồi ok ha, là cuối cùng các anh chị sẽ thực hành cái quy trình trong vòng 15 phút cả nhà nha. Anh chị đã sẵn sàng chưa ạ? Chúng ta sẽ cùng nhau làm cả nhà nhé. Tập trung, được không ạ? Rồi. Ok. Để có coi thử cái nhạc nó nằm ở đâu ha. Ok, đây rồi cả nhà. Ok.
Thì quay trở lại cả nhà, thực sự là có rất là nhiều cái chị mới ha, cái chị mới thì Phúc sẽ hướng dẫn luôn cho cả nhà của mình sẽ thực hành nha, cái quy trình phép màu để chúng ta có một ngày mới vô cùng là thuận lợi, vô cùng là hanh thông, và các anh chị sẽ chinh phục những cái điều mình mong muốn. Thì các anh chị sẽ thực hành cùng với Phúc là 3 bước, ngày hôm nay Phúc sẽ hướng dẫn lại cho các anh chị một lần nữa được không ạ, và chúng ta sẽ dành thời gian cho mình để thực hành nha. 3 bước, bước đầu tiên là anh chị sẽ thực hành lòng biết ơn được không ạ, và trong cái thực hành lòng biết ơn này thì điều đầu tiên anh chị cần làm nha, 10 điều biết ơn, và điều đầu tiên là anh chị sẽ viết xuống cái kết quả trong mục tiêu 30 ngày của mình. Ví dụ tháng 7 của anh chị có lợi nhuận là 100 triệu đồng lợi nhuận, anh chị sẽ kết nối được mối quan hệ với chồng của mình, hay là con mình, hay là anh chị có cái sức khỏe như thế nào, tự tin tràn đầy năng lượng, có ba vòng như thế nào ha. Tuy nhiên rằng là những cái chỉ số này thì nó sẽ đáp ứng với công thức Smart Goal, thì nó quá dài, anh chị nào chưa biết thì cứ cứ việc là nhắn cho Phúc để Phúc có thể hỗ trợ cho các anh chị một cách tốt nhất nha. Rồi ok, thì đó, bước 1 là chúng ta sẽ thực hành lòng biết ơn 10 điều. Điều đầu tiên là ưu tiên mục tiêu 30 ngày của mình bao gồm tài chính, mối quan hệ và sức khỏe. Ok chưa nè? Rồi, 9 điều còn lại. 9 điều còn lại thì anh chị sẽ biết ơn những cái gì mà anh chị đang có cả nhà. Và mục đích của cái việc mà anh chị thực hành lòng biết ơn đó là khiến cho bên trong của mình nó đủ đầy, nó đủ đầy, nó tràn ngập tình yêu thương, lòng biết ơn, nó hạnh phúc, được không ạ? Và chính cái tần số năng lượng này anh chị tỏa ra thì vũ trụ sẽ phản hồi lại anh chị bằng những câu chuyện, bằng những tình huống, bằng những thông tin nó ngang bằng với cái tần số anh chị tỏa ra. Thì đó là cái việc mà anh chị thu hút may mắn đó, thu hút nguồn lực bằng cái cách đó ha, chứ không phải là chúng ta ngồi đây hút hút cái gì đâu các anh chị nha. Anh chị phải rõ ràng về điều này để anh chị mới ứng dụng tạo ra kết quả được. Phúc nhắc lại, điều đầu tiên ưu tiên mục tiêu 30 ngày bao gồm tài chính, mối quan hệ và sức khỏe. Tài chính thì nó sẽ là trung bình cộng của 2 tháng gần nhất nhân đôi, và mối quan hệ anh chị cần cải thiện với ai thì tôi có mối quan hệ nhiệm màu với người đó, và sức khỏe anh chị cải thiện ở vị trí nào, anh chị đang chưa khỏe thì anh chị có thể ghi rõ ràng ra, hoặc là ok rồi thì tôi có sức khỏe khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng, tự tin, tràn ngập sức sống, được không? Và suốt cả ngày, suốt cả tháng rồi, và anh chị sẽ ghi cấu trúc như sau: tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn vũ trụ và tiềm thức đã giúp cho tôi đạt được cái kết quả như thế, tài chính, mối quan hệ và sức khỏe nha. Phúc nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần để chúng ta thực hành nó hiệu quả. 9 điều còn lại anh chị sẽ biết ơn tất cả những gì mà anh chị đang có: sức khỏe của mình, chồng mình, con mình đang hiện diện, họ đang khỏe mạnh, họ đang tuyệt vời, cha mẹ của mình, rồi vũ trụ, tiềm thức, những cái gì mà anh chị đang có, đơn giản là chiếc điện thoại thôi, đơn giản là cái máy tính anh chị mà đang dùng thôi, đơn giản là bộ quần áo mình đang mặc, đơn giản là công việc mình đang làm, số tiền mình đang nhận hàng tháng hoặc là mỗi ngày, được không ạ? Hãy biết ơn những thứ đó nha. Rồi bước thứ hai đó là anh chị hãy ghi ra 3 tới 5 việc mà anh chị cần làm trong ngày hôm nay. Anh chị cần làm trong ngày hôm nay. Hãy lưu ý rằng là những cái việc này là việc quan trọng và cấp thiết. Việc này giúp cho các anh chị tạo ra kết quả, tạo ra tiền. Thì anh chị tập trung nhé. Không ghi những cái việc mà ví dụ như là cho con ăn, ví dụ như là đi chợ, ví dụ như là gặp ai đó nói chuyện tào lao, hay là ví dụ như là anh chị sẽ ở làm việc gì đó, làm việc nhà, nấu cơm rửa chén, thì chúng ta sẽ không có nghiêm tiêu vào. Mục tiêu của chị Phúc ví dụ như là anh chị sẽ có cái lịch là kết nối 50 khách hàng tiềm năng, 50 khách hàng để lựa chọn ra 5 khách hàng tiềm năng chẳng hạn, hay là anh chị có 5 cuộc gọi với khách hàng thì hãy ghi xuống 5 cuộc gọi với khách hàng, hay là anh chị sẽ có một cái chiến lược là thực hiện một livestream hay video marketing thì anh chị sẽ ghi xuống, được không ạ? Và đó là những cái mục tiêu, hay là anh chị có một cuộc đàm phán với ai về hợp đồng nào đó thì anh chị sẽ ghi xuống, hay là anh chị có cái cuộc gặp gỡ với một cái người nào đó họ đang muốn xem cái dịch vụ và sản phẩm của chị bằng đất đai chẳng hạn, thì anh chị cũng sẽ ghi xuống nha. Rồi bước 3 cả nhà, bước 3 là cái bước
Bước thứ hai giúp cho mình là tập trung nha, tập trung vào cái thứ mình muốn và ra lệnh cho tiềm thức của mình này, à là thu hút nguồn lực cả nhà. À, và hãy biết chính xác là cái thứ mình muốn là gì để xác định lại một cách rõ ràng. Và bước thứ ba là cái bước mà anh chị rắc bùi phép màu. Thì rắc bùi phép màu ở đây có nghĩa rằng là anh chị nhắm mắt lại, anh chị hình dung về những kết quả mà anh chị đã viết ra đó ở bước thứ hai. Những đó, thứ đó đã nói đó đã xảy ra bên trong tâm trí của mình một cách hoàn hảo. Bí mật của người thành công đó là trước khi bắt đầu một ngày mới, họ đã cho mọi cái kết quả họ mong muốn trong ngày mai xảy ra trong tâm trí của họ, rồi họ đi ngủ. À, và họ bắt đầu ngày mới cả nhà. À, nên là anh chị đã biết được bí mật rồi đó, thì chúng ta có sẵn sàng để thực hành hay không là quyền của các anh chị nha. Rồi bây giờ thì cuối cùng các anh chị sẽ thực hành biết ơn và chúng ta sẽ kết thúc cái quy trình này các anh chị nha. Đó. Ok. Cái cũng tập một phút. Chúng ta sẽ cùng nhau thực hành các anh chị nha. À, thì Phúc sẽ mở một cái, hình như Phúc có tắt ở đây rồi, tắt ở đây rồi thì cả nhà của mình sẽ tự mở nhạc nha, để mà mình nghe mình gia tăng cái sự tập trung. Rồi tập trung đi cả nhà, 10 phút hả. Trong đi cả nhà 10 phút. Anh chị nào mình mới xem livestream của Phúc á, thì anh chị lát nữa ha, khi mà Phúc kết thúc thì anh chị mở lại. À, hôm nay có hai phần rất là đặc biệt đó, hai phần rất là đặc biệt ha. À, và người ta để mà họ có được những cái kiến thức như thế thì họ phải đúc kết đó cả nhà. Thì đây là một cái bài học đầu tiên là cái phần kết nối, thì người chị đó phải mất 3 năm để mà tìm ra cho mình cái công thức đó cả nhà. Cả nhà biết không ạ? Tức là chị đó thì trong cái môi trường học tập của Phúc thì chị đã đồng hành với môi trường học tập của câu lạc bộ cũng rất là lâu, nhưng mà trong một khoảng thời gian dài là chị không có tạo ra kết quả đó, có nghĩa là chị không tạo ra tiền á, chỉ có là phát triển bản thân thôi. Và chỉ là liên tục trách móc bản thân của mình, tại sao lại không tạo ra kết quả, tại sao lại không tạo ra tiền, mặc dù là chị rất là chăm chỉ luôn. À, xét về cái độ chăm chỉ cần cù và cái độ kỷ luật của chị ấy thì không ai bằng, nhưng mà chị không tạo ra kết quả và tự trách bản thân mình mãi luôn. Và nhiều lúc là rơi vào trong cái trường thế là nỗ lực thì tạo cả nhà, chị khóc rất nhiều. Và sau này á, đúng một cái buổi chia sẻ vào cuối tuần á, vào cái ngày thứ bảy là chia sẻ của những cái anh chị thành công, thì lúc này đây thì lúc này là chị đã đạt được kết quả rồi ha. Thì chỉ cầu nguyện cả nhà, chỉ cầu nguyện, chỉ xin rằng là con nguyện xin vũ trụ, xin tiềm thức hãy cho con những trải nghiệm thành công ngay bây giờ, ngay lúc này. Bởi vì khi mà con thành công á, thì con nói người khác nghe, bởi vì dưới trẻ có đội nhóm cả nhà, có đội nhóm, có những anh chị em đồng hành cùng với chị. Mà khi mà chị không kết quả, không có kết quả thì không ai thán phục chị cả, không ai, chị ấy nói như là không có ai nghe. Thì chị mới xin là ngay bây giờ, ngay lúc này, xin vũ trụ, xin tiềm thức hãy cho con cái trải nghiệm thành công ngay bây giờ luôn, ngay lập tức luôn. À, bởi vì là khi mà con thành công thì con mới có thể là nói những cái người anh em đồng hành cùng với con, họ mới nghe, họ mới lắng nghe con, họ mới đồng hành cùng con, và họ mới thành công được. Và khi mà con thành công thì con mới có thể có cái công thức thành công, và con mới có thể dẫn dắt đội nhóm của con. Và khi mà con đạt được kết quả này thì con sẽ chia sẻ cái kết quả thành công này cho bất kỳ ai họ thật sự là khao khát thành công cả nhà. Và chính xác như thế, chị đạt kết quả và chị lên chia sẻ, thì lúc đó thì Phúc nghe Phúc rất là cảm xúc luôn, bởi vì chính mình nằm trong đó mà. À, chính mình trong đó, nhưng mà cái khoảng thời gian chị Phúc trải nghiệm thì không bằng chị ấy đâu. Dạ, thì đúng là hành trình cả nhà, đó là một cái hành trình có như là rèn luyện, tôi luyện chính mình để tự rút ra cho mình những cái bài học. Và điều tuyệt vời hơn cho các anh chị ngày hôm nay là anh chị học được công thức của người thành công, học luôn thay vì trải nghiệm 1 năm, 2 năm, 3 năm, học luôn nha. Anh chị hãy xem lại cái phần một được không ạ? Và chúng ta sẽ thực hành cái quy trình ở phần 2 và thực hành mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày luôn, hãy làm đúng đủ đều
để các anh chị sẽ thấy cuộc sống của mình vô cùng là may mắn luôn nha. Nếu mà thật sự hiện tại có những anh chị nào đang ách tắc thật sự nha, ách tắc gọi là bế tắc luôn, không thấy bất kỳ là phía trước mình phải làm như thế nào, mất định hướng trong cuộc đời của mình, là bây giờ không biết đi về đâu, không biết làm gì hết trơn, hay là anh chị thấy thu nhập của mình mỗi một ngày là nó không hề có cái sự phát triển công việc kinh doanh, đội nhóm của mình cũng như thế, hay là anh chị đang không khỏe, anh chị có cái mối quan hệ trong gia đình của mình không được tuyệt vời, thì anh chị nhắn cho Phúc, Phúc sẽ gửi cho các anh chị một cái file, thì trong đó có một cái bảng chia sẻ để giúp cho các anh chị thực hành và giúp anh chị sẽ kết nối trở lại và bắt đầu các anh chị sẽ đi trên cái hành trình của mình, được không ạ? Rồi ok ha, chúng ta sẽ bắt đầu thực hành cả nhà mình nha. Dạ rồi ok, anh chị có thể là mở nhà riêng cho mình. Phúc nói quá cái phần này hơi nhiều tại vì cũng có một số anh chị mới á. Phúc sẽ tắt cái phần âm thanh ha. Anh chị sẽ